để thay cho những cái tên như là Thắng Dít và Ca Công. Đây là đường xuất phát của Hiếu Hoa Qua Cô trong trận đấu này. Trong thành vẫn là thủ môn số 22 Trần Anh Tuấn, số 5 Hà Văn Chánh, số 7 Lê Tuấn Anh. Họ không có bất kỳ một sự thay đổi nào so với chiến thắng 6-0 ở vòng thi đấu đầu tiên cả trước cao thủ Hiếu Hoa Qua Cô. Và chỉ có kết quả đó mới đem lại hy vọng cho đại diện đến từ Thái Nguyên mà thôi. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên này thì cao thủ Hiếu Hoa Qua Cô sẽ bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Đây là Tuấn Anh Juninho. Người ta sẽ rất trông chờ một màn so tài của Tuấn Anh Juninho và Suárez, khiến cho cầu thủ này đã giảm thiểu được sức mạnh của Kimelo. Lại đó sẽ là một trận đấu mà Hiếu Khoa Qua Cô sẽ giành trọn vẹn 3 điểm. Đây là cơ hội của Việt Hải Dương. Trước đó thì trung vệ bên phía cơ hội. Rất may cho bóng vừa rồi thì tiền đạo Pompong lại không chế bóng không tốt và cơ hội đã qua đi với cao thủ Nông Phu Cao. Tuấn Anh, Việt Hải Dương. Rất hay. Một pha bó vào phía trong để phòng ngự của hậu vệ phải Nathahut rất kịp thời. Pha đối đầu giữa hai cầu thủ chạy cánh của hai bên. Hiếu Phúc Sàn cánh trái của Hiếu Hoa Qua Cô. Đó, người đã có một cú hat-trick ở vòng đấu đầu tiên. Cơ hội tấn tích căng ngang. Phá dứt điểm không trúng bóng của Tuấn Anh Juninho. Suárez tai pass. Hiếu Qua Hà Cô. Cơ hội tấn tới không vào. Một pha bó vào trong bọc lót tốt của hậu vệ trái Terapong. Vừa rồi là chạm bóng đầu tiên rất ấn tượng của số 14 bên phía Hiếu Hoa Qua Hà Cô. Hiếu Phú Sàn, Việt Hải Dương. Rất mềm, dứt điểm không vào. Pha đổ người chính xác của thủ thành Amarin. Pha xử lý rất mềm của Việt Hải Dương trước đó đã mở ra cho anh một cơ hội có thể dứt điểm cầu môn. Việt Hải Dương được đánh giá là một những tiền đạo hàng đầu của sân chơi 7 người tại Việt Nam ở thời điểm này. Tuấn Anh, Việt Hải Dương, đáy biên, nhà ngược, Việt Hải Dương không vào. Chỉ trong khoảng 1 phút thôi thì Việt Hải Dương đã có 2 cơ hội để có thể ghi bàn. Và phối hợp đáy biên quen thuộc của cầu thủ sân 7 Việt Nam. Tuấn Vinh đã từ phía cánh phải băng sang đáy biên phía cánh trái. Sau đó nhận bóng nhả ngược về cho Việt Hải Dương. Tuyến 2, Việt Hải Dương dứt điểm. Lần này thì đã có tỷ số được mở dành cho các cầu thủ Hiếu Hoa Qua Cô. Người ghi bàn có vẻ như là Tuấn Anh Juninho. Sức ép liên tiếp. Và cuối cùng thì bàn thắng đã được mở. Một cái chạm chân rất tinh tế của Tuấn Anh Juninho. Bóng đổi hướng và đương nhiên thủ thành Amarin phải bó tay. Đó là một pha đưa bóng rất có ý đồ của Việt Hải Dương chứ không phải là một pha dứt điểm. Họ hiểu rằng ngày hôm nay Hiếu Hoa Qua Cô có được 3 điểm. Bàn thắng thứ 2 của Tuấn Anh ở giải đấu hôm nay. Họ thiếu đi may mắn khi chưa nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng lần này thì không còn cơ hội cho Nông Phu Cao, Nông Phu Tha nữa. Lê Tấn Tịnh là người ghi bàn và người kiến tạo đó là Tuấn Anh Studio. 2-0 cho Hiếu Hoa Qua Cô. Mà rất buồn của huấn luyện viên bên phía Nông Phu Cao, Nông Phu Tha. Và đó cũng là tâm trạng chung của cao thủ Đại Từ thôi. Dễ hiểu thì họ cũng có thể cảm nhận được là ngày hôm nay là rất khó để cho các cầu thủ đến từ Thái Lan có được 3 điểm trước đại diện đến từ Việt Nam. Đó là Hiếu Hoa Qua Cô. Vẫn là Văn Chánh. Tuấn Anh. Pha xử lý quay của Tuấn Anh. Một pha sâu kim điệu nghệ. Sau đó là một cú đặt lòng vào góc cao.
Lúc này thì mọi thứ đã ngoài tầm với của Nobukao Nobutan rồi. Pha xử lý rất nghệ của Tuấn Anh Junior đến từ cái chân trái sở trường. Ta cùng xem lại pha bóng này. Pha sâu kìm rất nghệ của Tuấn Anh với Ponpong. Trong khi Nobukao Nobutan chưa thể lên bóng trong trận đấu ngày hôm nay thì họ đã phải nhận bàn thua thứ 3. Và một lần nữa xin được cảm ơn nhà tài trợ WK Sport Việt Nam là nhà tài trợ chính của giải bóng đá 7 người quốc tế WK Cup năm 2024. Và một lần nữa xem lại bàn thắng quá đẹp của Tuấn Anh Junior. Hôm nay Tuấn Anh cũng đã có 3 bàn thắng cùng với Hiệp Châu và Surachet. Bóng vẫn còn trong sân. Đây là cơ hội dứt điểm. Tỷ số được rút ngắn còn 1-3 dành cho Nobukao Nobutan. Chắc chắn với bàn thắng này thì trận đấu sẽ hay hơn. Một pha băng lên của cầu thủ chạy cánh trái bên phía Nobukao. Một cái đỡ xoay người và sau đó là một cú sút rất mạnh. Không có cơ hội cho thủ thành bên phía Hiếu Hoa Kwako. Đó là một tình huống mà trung vệ Văn Chánh đã băng lên rất cao. Việt Hải Dương, nếu sang được cho Tuấn Anh thì chắc chắn sẽ là bàn thắng cho Hiếu Hoa Kwako. Hải Dương chủ động khống chế bóng để vượt qua được thủ thành Amman. Nguyễn Văn Hạnh và số 23, Nguyễn Viết Thắng. Vậy là Thắng Dít, Hạnh Ozin và Tuấn Bin cũng đã được tung vào sân. Tuấn Bin và dứt điểm chính xác của Tuấn Bin nhưng hơi nhẹ. Và vừa 1-2 rất hay. Tấn Tịnh không được, thấp một chút nữa thôi thì Hiếu Phúc San sẽ có bàn thắng. Một pha phản công rất hay của các cầu thủ Hiếu Hoa Kwako. Việt Hải Dương chuyền bóng, cơ hội, tỷ số được nâng lên 4-1 cho cầu thủ Hiếu Hoa Kwako. Và lần này thì Hiếu Phúc San đã không bỏ lỡ cơ hội nữa. Quá nhiều những phương án để có thể đưa ra đối với Việt Hải Dương. Anh có thể chuyền bóng ngay, nhưng Việt Hải Dương quyết định qua người và sau đó kiến tạo trực tiếp cho Hiếu Phúc San ghi bàn. Tuấn Bin cũng đã băng lên rất thoáng bên phía cánh phải rồi, đưa sang cho Tuấn Bin cũng được. À, vào 1-2 hay, đây là Thắng Dít không vào. Thắng Dít có lẽ là cũng có ý định đưa ngang sang cho Việt Hải Dương, nhưng đó là một pha bóng mà Marin đã bắt bài. Dứt điểm không vào, pha đổ người chính xác của thủ thành Trần Anh Tuấn. Một trận đấu nhàn nhã của thủ môn bên phía Hiếu Hoa Kwako. Anh không phải hoạt động nhiều trong trận đấu ngày hôm nay. Rồi cũng là một pha dứt điểm vượt trội. Tuấn Bin xin chút nữa thì có bàn thắng tiếp theo cho Hiếu Hoa Kwako. Người tiếp cận vẫn là Hiếu Phúc San. Hiếu Phúc San chơi rất rộng. Đường chuyền bóng rất có ý đồ của Tuấn Bin. Cơ hội, bóng rơi sang ngang. Pha xử lý rất hay của Surachet. Anh chưa có bàn thắng thứ tư của mình ở giải đấu năm nay. Rất đáng tiếc. Vẫn là những pha xử lý quen thuộc của số 3 bên phía Nobukao Nobutan. Dứt điểm không vào. Ponpong vẫn rất vô duyên. Chưa có được bàn thắng nào ở giải đấu hôm nay, nhưng anh vừa rồi còn chặn cú dứt điểm đến từ người đồng đội Thawachai Nifest. Nếu như không có tình huống bóng đập người của Ponpong vừa rồi thì có lẽ cũng không qua được đôi tay của Trần Anh Tuấn.
Và băng lên của Thái Phát. Cơ hội không vào. Có thể thấy là những cầu thủ vào sân thay người của Hiếu Hoa Qua Cô dường như là chưa bắt nhịp kịp trận đấu này. Và dứt điểm của Noparut. Trận đấu mà thủ thành Anh Tuấn của Hiếu Hoa Qua Cô không phải hoạt động nhiều, nhưng mỗi khi rất khó dành cho cao thủ Nambu Than. Và cơ hội không được. Rất may trong bóng vừa rồi thì trung vệ Thai Phát bên phía Nambu Than đã kịp băng về để hóa giải một pha bóng 3-1. Chạm bóng đầu tiên của Ngọc Đen là tương đối tốt rồi, nhưng sau đó thì đường truyền ngang sang dành cho Thắng Dít thì lại hơi nhẹ. Cơ hội tiếp tục là bàn thắng nữa dành cho Hiếu Hoa Qua Cô. Lần này thì Ngọc Đen chính là người đã nâng tỷ số lên 5-1. Và có thể nói là mọi thứ đã chấm hết với Nambu Than trong trận đấu này. Không chỉ là bởi tỷ số 5-1 mà là một thế trận có thể nói là vượt trội của Hiếu Hoa Qua Cô so với đại diện đến từ Thái Lan. Dứt điểm không vào. Và xử lý cá nhân hay của Thắng Dít. Một thế trận thực sự cách biệt và nhàn nhã với Hiếu Hoa Qua Cô. Hiếu Hoa Qua Cô và Đại Từ ở vòng 1. Không vào. Sân này mà cũng vừa bỏ lỡ bàn thắng thứ 3 của mình ở giải đấu năm nay. Dứt điểm vẫn không vào. Ca Công đã tạo điều kiện hết sức để cho Sơn Ema có được bàn thắng thứ 3 của mình ở giải đấu hôm nay. Nhưng một lần nữa số 19 bên phía Hiếu Hoa Qua Cô lại bỏ lỡ. Tỷ số là bao nhiêu nữa? 6 điểm và họ đã thắng đối đầu cả hai đối thủ Đại Từ và Nambu Than. Chừng đó chắc chắn là không đủ cho Nambu Than nghĩ tới điểm số trong trận đấu này. Và dứt điểm tốt vừa rồi là của Thawachai. Nhưng nhựa nói thì thủ thành Anh Tuấn vẫn đang có một trận đấu rất tập trung. Cho dù cách biệt là rất lớn. Bay người rất đẹp của thủ thành bên phía Hiếu Hoa Qua Cô. Phạt góc dành cho Nambu Than. Người thực hiện đá biên cho Hiếu Hoa Qua Cô là Ngọc Đen. Có lẽ đây là một trận đấu cũng không cần quá nhiều thời gian bù giờ. Bàn thắng cho Ca Công 6-1. Quá đơn giản cho cao thủ Hiếu Hoa Qua Cô. Người kiến tạo đó là Sơn Ây Ma. Vẻ mặt rất chán nản của thủ thành Amarin. Hiếu Hoa Qua Cô by player number 6 Ca Công. There will 2 minutes. Thời gian bù giờ của trận đấu là 2 phút. Sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp thi đấu thứ 2 này. Phát. Cơ hội không vào. Chưa có bàn thắng thứ 2 dành cho Nambu Than trong trận đấu này. Và dứt điểm của Thawachai. Lại là những đầu ngón tay của thủ thành Anh Tuấn. Cứu thua cho Hiếu Hoa Qua Cổ. Và đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Hiếu Hoa Qua Cổ và Nambu Than đã vang lên. Tỷ số chung cuộc là 6-1. Có lẽ Tuấn Anh Junior là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này với một cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo.